xa. Ta người nông dân, ta người công nhân, ta người sinh viên, em học sinh, anh người lính. Ta ngày hôm nay sẽ là dòng nước, dòng nước tự do đang dâng cao tuôn trào. Message to the Vietnamese people is that they we will not allow China to dominate Asia and Vietnam again. Vietnam has a history of 1,000 years of fighting against Chinese domination, and the American people stand with the Vietnamese people both here in the United States and around the world. Ta từng ngày qua sống đời đen tối. Ta từng ngày qua sống trong lo sợ. Ta người nông dân, ta người công nhân, ta người sinh viên, em học sinh, anh người lính. Ta ngày hôm nay sẽ là ngọn lửa thiêng đi thắp soi. Theo gót tiền nhân 4,000 năm hiến lên, đoàn kết toàn dân thay vận mình. Sinh viên, em học sinh, anh người lính.